Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình giới thiệu về máy khoan của Bốt. Cái này là hàng của bên nước ngoài nhé. Cái màu này là cái bên châu Âu người ta hay sử dụng. Nhà cái mã của nó này BSB86680 680 RE. Cái mã của nó nha. Cái này khóa để mở đầu. Chế độ búa, khoan tường, khoan gỗ, khoan sắt, khoan đây. Cái mã này, các bác muốn dò với giá của nó bên kia là bán bao nhiêu thì các bác tìm ở cái mã này, BSB680 rồi em. Cái này là 680W, điện 240V 50Hz, 680W, 3000 vòng trên phút, đầu 13 ly. Máy thì mới khoảng 90% các bạn. Máy còn rất là mới. Giá của cái máy này là 700.000 nhé các bạn. 700 chưa có bao ship, chưa có ship. Bác nào lấy thì 750.000 em bao ship nha. Đây là máy. Còn đây là nó có cái tay cầm. Ở trong nó có cái hộp nhựa nha. Đây rồi, thanh to. Các bác mua hàng này thì cứ yên tâm là hàng chính hãng nhé, không phải hàng nhái, hàng fake của Trung Quốc đâu. Đó, đây là cái thùng đựng của nó. Cái màu Bốt này là của Bốt của bên châu Âu, cái màu là hơi xanh, xanh lá cây. Còn cái màu của Bốt ở đây thì nó màu xanh đậm hơn chút. Còn cái bên mình thì cái màu này là mới, là gần như là không có. Nếu mà có ở đây thì chủ yếu là hàng đã qua sử dụng bên kia về thôi. Cái này cái chất lượng của nó cũng tốt các bạn. Giá của bộ cái khoan này là 700, bác nào tới lấy thì 700, còn bác nào em gửi thì 750.000 cộng 750.000 đã có ship nha. Nếu là có nhu cầu thì cứ liên hệ theo số điện thoại 0977400500 hoặc 0971700800. Giá của cái bộ khoan này là 700, 750.000 là phí vận chuyển thêm 50.000. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.